Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái combo rất là hay để mà đi cắm trại vào mùa hè này. Bởi thực ra như các bạn biết là công ty Katana còn không chỉ cung cấp một số dụng cụ bếp mà gần đây còn được làm nhà phân phối của hãng Makita các bác nhé. Makita là một hãng dụng cụ cầm tay rất là nổi tiếng của Nhật. Đó, và bên mình thì chuyên gọi là gì nhỉ? Bởi vì là những cái đồ mà liên quan đến cắm trại bên mình cũng có làm, thế cho nên là hãng Makita cũng đã để cho bên mình một cái quyền phân phối những cái dòng như thế này. Nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm rất là hay và hữu dụng vào mùa camping, mùa hè năm nay. Đó là bộ quạt và sạc và pin, đủ một full combo dành cho mọi người có thể đi cắm trại vào hè năm nay nhá. Rồi, mình sẽ bóc hộp từng cái một nhá. Đầu tiên là cái quạt trước đi. Đây là cái quạt mã số là CF101DZ nhé. Cái quạt này thì nó có tác dụng này. Các bạn ở trên bìa nó có, họ cũng có ghi rồi. Bạn nhìn thấy nhá. Thứ nhất là quạt nó có ba nấc này, ba chế độ mạnh của gió này. Thứ hai nữa là xoay được này, và thứ ba nữa là có hẹn giờ. Đó, rất xịn sò luôn nhá. Quay qua quay lại được nhá. Và cái đầu này có thể gọi là cũng quay lên quay xuống được nhá. Cái đầu quạt đó, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem luôn. Mở hộp luôn nhá. Đây là quạt không chổi than cho nên là cực kỳ an toàn và cực kỳ bền nhé các bạn nhé. Đây, bỏ hộp luôn. Đó, sản phẩm chúng ta đây. Đây là cái quạt Makita. Đây là cái quạt Makita các bạn nhé. Đây, và các bạn thấy có thể thấy rất rất là rõ là câu chuyện là ở đây có ba cái nấc này. 1, 2, 3 này. Đấy, rồi thì là hẹn giờ này. Và đây là nấc quay quạt này. Một lát nữa mình sẽ cho pin vào, gắn pin vào thì chúng ta thấy được. Vừa quay được xung quanh nhá, vừa quay được xung quanh này. Đó, và vừa lại quay lên xuống được này. Đó. Rất xịn sò luôn. Chính vì thế cho nên là nó quay được rất là nhiều góc, rất nhiều góc khác nhau. Cực kỳ tiện khi camping nhiều người luôn nhá. Rồi, đây là cái quạt. Thì muốn cái chạy cái quạt này thì cần có pin. Sorry các bạn nhé. Đó, thì cần có pin. Thì ở đây, lần này mình set một combo luôn như này. Bao gồm một cái sạc và một cục pin. Cục pin mình mở cho các bạn trước nhé. Pin này là pin 12V. Mã pin là BL1041B. Đây là cục pin của nó đây. Pin Makita thì phải nói là siêu an toàn và siêu bền các bác nhé. Không phải lăn tăn về độ bền và độ an toàn của những cái dòng Makita này rồi ạ. Hàng mà của hãng Makita, mà Makita nói lại với các bạn nhé, Makita giả trên thị trường rất là nhiều, cho nên nhờ các bạn giúp mình mua ở những địa chỉ chính hãng và tin cậy nhé, đừng mua trôi nổi nhé, thật sự luôn. Bởi vì những cái pin này nhé, nó hoàn toàn có khả năng cháy nổ nếu là pin giả, nếu là pin không chất lượng. Thế cho nên là các bạn nếu muốn mua cái sự an toàn cho mình thì đề nghị các bạn mua ở những địa điểm uy tín và chính hãng, cam kết chính hãng nha các bác nhé. Rồi, đây là cái cục pin này. Tiếp theo đây là cái bộ sạc này. Đấy, Makita thì bởi vì mình sẽ chia sẻ là tại sao Makita lại tách thành bộ sạc riêng và pin riêng. Đây là bộ sạc của nó nhé. Bộ sạc các bác trông rất xịn sò luôn. Đây, bộ sạc của nó đây. Rất đẹp, rất xịn sò. Đó. Rồi, bộ sạc này là chạy điện 220V cho nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, thế thì đây cắm sạc như thế nào không phải các bạn lại không biết. Đây, cục pin này chúng ta cắm vào sạc này, gắn vào phát. Đấy. Đâu ở đây, ngược đó, cắm vào phát như này là chúng ta sẽ sạc được, rất đơn giản. Đó. Và các bạn thấy không? Cái bộ sạc xịn như thế này đi với cục pin xịn như thế này cho nên là không có lý gì mà chất lượng pin lại kém cả. Và tại sao Makita lại bán pin rời và sạc rời? Lý do rằng là một cục pin này các bạn có thể dùng được rất nhiều dụng cụ của Makita nhé. Ví dụ như là kể cả máy cắt cỏ này, ví dụ như là khoan cầm tay này, ví dụ như là những cái dòng bơm ô tô này vân vân. Makita, riêng hệ Makita có khoảng tầm gần 1.000 sản phẩm có thể sử dụng cái pin này các bạn nhé. Chính vì thế cho nên một cục pin này dùng rất đa năng, rất mạnh luôn.
Đó, chính vì thế cho nên là tại sao Makita bán pin rời, sạc rời và sản phẩm rời. Đó, tiết kiệm chi phí cho các bác. Tiết kiệm chi phí cho các bác chứ không bán combo luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn một cái quạt này cho các bạn xem nhé. Đây đằng sau cái quạt nó sẽ như này. Chúng ta gắn pin một phát là xong. Ui. Gắn pin phát là xong. Được chưa? Đấy. Rất bền luôn nhé, thoải mái luôn nhá. Rồi, và ở đằng sau này nó còn một cái nhấc lên này điểm gì các bác biết không? Để cầm này. Đó, để cầm. Rồi, và chúng ta bật nhá. Chúng ta bật nhá. Đây ạ. Nấc 1 này. Đó, nấc 1 nhá. Nấc gió thứ 2. Nấc gió thứ 3. Rất mát, rất mạnh luôn. Quay nhá. Quay đi. Đó, các bạn thấy không? Có thể điều chỉnh độ quay nhá. Điều chỉnh độ quay thoải mái luôn nhá. Phèo. Mát không? Quá mát, đúng không? Đấy. Rất mát luôn nhá. Đấy, và chúng ta thể nhớ nhá. Đó, quay góc này để chúng ta thì điều chỉnh được. Đấy, các bạn sẽ nghe tiếng gió. Ok chưa? Rất hay hò, rất xịn sò luôn. Đó, cả combo như thế này nhá, giá hãng hơn 4,5 triệu, mình chỉ bán để cho các bạn hơn 3 triệu thôi. Đó, hơn 3 triệu thôi cả combo luôn. Thực ra bảo hơn 3 triệu cho một bộ quạt như thế này thì các bạn sẽ bảo đắt, bạn sẽ bảo rẻ đúng không? Thế nhưng dành cho một con bạt quạt siêu bền, dùng siêu lâu như này thì phải nói là, mà nói thật luôn là nhiều bạn dùng, bảo nhiều bác bảo mua những cái bộ Makita mà dùng mấy chục năm chưa hỏng. Thiết kế của Makita thực sự luôn, nó là dành cho anh em nam giới. Trông quá là công nghiệp, quá là hiện đại, gọi là gì nhỉ, mang tính chất là manly luôn đúng không? Rồi ok, các bác có thể đặt hàng bằng cách là chúng ta comment qua số điện thoại hotline là 083 777 8386. Và hoặc là có thể comment trực tiếp vào video ở dưới các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và các bạn nhớ follow kênh của Katana nhé. Để trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nhiều hơn nữa các sản phẩm hay ho, xịn sò liên quan đến các dụng cụ bếp và cũng như một số các dụng cụ cắm trại. Ok, cảm ơn các bạn nhé.